Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu cao ở các giải đấu mà họ góp mặt, trong đó có AFC Champions League 2. Đại diện của V-League sẽ có màn đối đầu đáng chú ý với Bangkok United của Thái Lan vào ngày mai với mục tiêu giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà. Tại vòng bảng AFC Champions League 2 năm nay, đối thủ lớn nhất của Thép Xanh Nam Định chính là Bangkok United. Hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng G sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ hai diễn ra vào tối mai. Đây là trận đấu chắc chắn Nam Định sẽ nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng khi được chơi tại Thiên Trường. Tuy nhiên, hàng công đang là vấn đề của đội bóng Thành Nam ở mùa này. Qua 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Nam Định chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng, trong đó có 2 trận tịt ngòi. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chắc chắn phải nhanh chóng cải thiện điều này để có thể đánh bại đối thủ được đánh giá cao từ Thái Lan. Với việc có thể tung ra sân tới 8 cầu thủ gốc ngoại, đội chủ nhà cần phải cho thấy được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Dù về mặt lý thuyết, sức mạnh sẽ tăng lên so với khi thi đấu tại V-League, Nguyễn Xuân Son vẫn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất để giúp Nam Định giành chiến thắng.